fish và xúc xích và bắp. Mời mọi người ăn ngon miệng. Thấy xúc xích nè. Mời mọi người. Mình mua về mình làm mọi người. Trong thời gian làm crawfish xong rồi trong cái có vị dừa cay và vị dừa ngọt xong rồi thấy không rồi xong quá ngon rồi xong rồi cái còn muốn hỏi thêm gì nữa cái xong chỉ hỏi thêm chút xíu bắp và xúc xích thôi. Mọi người muốn lấy thịt crawfish ra, còn phần vô này á là bấm vô đây, xong rồi bấm đi làm đã lấy thịt ra dễ hơn á. Mời ăn bắp nha. Hồi nãy tôi nói sai hay sao tôi nói mời mọi người ăn bắp. Điều đó hơi gấp quá. Quên nói mọi người.
Mọi người thấy nhiều trứng chưa? Quá đã luôn. Dừa cay và dừa ngọt không? Quá ngon. Có nhìn gần gài gần giống là gần gài giống là một mấy cái con
nhìn giống là cho con cái yếu của con bò hay cái dắt sữa. Nhỏ xào xào. Tôi chỉ nói vậy để cho vui thôi. Ê, thôi thôi tôi không muốn chặt mấy con bò nào đâu. Bò ơi, nếu mà tôi gặp con bò nào đó nhớ thương hại tôi, đừng có hút tôi nha. Còn mấy con nữa hết. Còn hết luôn á. Hết luôn. Ngừng con. Vẫn còn cuối cùng luôn rồi. Uh-huh.
mai mà con cứ cầm. Thấy cái miệng cơ phòng trong là bán phòng cơ đúng không? Không hết luôn nè mọi người. Thấy còn nước luôn rồi. Còn này là cái phòng mọi người mới. Mọi người, hẹn mọi người đi sau. Dạ, có một ngày vui vẻ. Bye. Bye.